Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hiện tại chùa Quán Thế Âm có tiếp nhận một ca hậu niệm, đó là cô Trần Kiều Mỹ Phượng. Cô bị bệnh ung thư, có nguyện vọng lên nhờ ban hậu niệm của chùa Quán Thế Âm giúp đỡ trong những ngày sau cùng. Thưa cô Mỹ Phượng, cô hãy trình bày về bệnh tình của mình cũng như tham nguyện vãng sanh của mình như thế nào cho mọi người cùng nghe ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con Trần Kiều Mỹ Phượng, pháp danh là Tịnh Nhất, 53 tuổi. Dạ, con bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Dạ, bác sĩ nói con á đã di căn qua tái xương. Mà cái xương con hiện giờ, cái xương chậu nó đang bị quỷ, nhìn nó đang bị quại trong đó. Mà cái xương nó đâm qua cái xương chậu con sẽ làm con rất là đau nhức. Và gan con cũng vậy nữa, nó sẽ bị sau này hiện giờ cái lá gan bên đây nó đang tiếp cho bên đây, như nó đang hỗ trợ cho bên đây, thành ra nó hoạt động rất là mạnh. Rồi sau này nếu mà nó chịu không nổi nữa thì da con sẽ bị vàng, bác sĩ cũng có nói gì. Dạ, rồi bác sĩ nói có dùng bụng của con á cũng như một cái khối đá nó đè lên á, mà nó làm cho con á sau này con sẽ đau đớn lắm. Con sẽ đi tiêu ra máu, đi tiểu ra máu luôn, bác sĩ nói như vậy. Nhưng mà con có cái hay vậy nè, từ khi mà con bị bệnh, con từ hồi lúc mà con chưa bị bệnh hoặc là con đã bị bệnh rồi mà con phát hiện là cái lúc nào con cũng trực, con đi cầu rất là dễ, sáng ngày nào con cũng đi dễ, không phải như bệnh như người ta đi rất là, người ta đi không được hoặc đi rất là khó. Thành ra bác sĩ cứ hỏi con hoài à, cứ hỏi rồi sao có đi cầu được không, nó dạ được, dạ bình thường, đi bình thường lắm, nhưng mà nó bị hẹp, nó bị nhỏ lại thôi. Và cái như cái phân nó nhỏ lại, cái bác sĩ cũng lâu lâu cái tao hỏi khám cũng như là làm này làm kia, cũng hỏi hoài cái nó do cũng bình thường à. Làm bác sĩ tính là nếu mà con đi không được thì bác sĩ sẽ đưa cái khúc ruột ra ngoài. Dạ, nhưng mà con thấy là con bình thường, hiện giờ con rất là bình thường, con cũng đi nhờ bác sĩ hội chuẩn, bác sĩ nói cái gì bây giờ con cũng vẫn thấy là con bình thường, con không gì hết. Nhưng mà con thấy con mệt, cái mệt của con á nó đang bị hoại, con biết nha tỷ. Lúc con nó hoại, con biết là hết phân nửa bên trái. Lúc mà con đi bệnh viện rồi con thấy từ cái vai này xuống tới cái nó quỵ xuống tới cái lưng con, bây giờ nó xuống tới bằng chân trái con luôn rồi. A Di Đà Phật. Mà thì có cảm giác là nó đau, nhưng mà nó đau mà để con nhớ niệm Phật được, chứ không phải như là chắc con nhờ Phật lực gia trì cho con. Con thấy con niệm Phật chắc con an lạc hạnh phúc. Thành ra cái đau của con á nó không có phải như là cái đau của bác sĩ nói. Con thấy mà bây giờ nó đã đau, nó đã sang sang cái vai con, bây giờ nó đã qua lên tới bên đây, qua bên tới bên phải luôn rồi. Mà bây giờ cái chân con bây giờ bên đây cũng gì nữa nè, con đi hồi nãy nó cũng rất là đau. Tối á, con ngủ á, từ mà lúc mà đầu hôm á, con cúng lại xong á, thì nhiều khi 9 giờ, nhiều khi 10 giờ xong, thì con vô con ngủ thiêu thiểu chút và con không ngủ như sâu. Nhưng mà nó rất là, nó cũng đau, nhưng mà đau mà con thấy, con để con nhớ Phật. Thành ra con không thấy đau như người ta, mà ta nói đau mà ta khổ, mà con đau con rất là hạnh phúc. Con đau con thấy con an lạc lắm, con thấy cái thời gian của con á, con niệm Phật nhiều. Trời tối con ngủ không được thì con niệm Phật nhiều. Mà con niệm Phật nhiều thì con thấy con rất là an lạc hạnh phúc lắm. Con niệm con nói niệm sao con muốn về, con niệm vừa xong á tỷ, con niệm sao con muốn về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xin giúp con muốn về cõi của Đức Phật A Di Đà, xin hãy giúp con cứ dị hoài nhà, mà con thấy con hạnh phúc lắm, con không có đau đớn gì hết á.
theo như lời bác sĩ nói. Dạ. Thế là cô có sợ chết và mong hết bệnh không nè? Dạ không. Dạ A Di Đà Phật. Con thấy cái bệnh này là con vui mà con hạnh phúc mà thầy. Tại vì nếu mà con cái bệnh mà nếu bệnh nào mà con không biết á, con không có để mà con chuẩn bị đâu. Dạ A Di Đà Phật. Hiện bây giờ con đã chuẩn bị hết rồi. Hãy cõi ta bà này con đã sắp xếp hết rồi. Sắp xếp hết, con không còn vướng bận con cái gì hết. Con chỉ là một tâm phong niệm, con được về thế giới của Đức Phật A Di Đà thôi. Trước khi lên đây là cô đã xả hết đồ đạc cho mọi người phải không ạ? Dạ A Di Đà Phật. Trong tâm cô giờ có vướng bận tí nào không nè? Dạ trong tâm con muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì cái cõi đó con thấy rất là hạnh phúc. Vì con ở đây con thấy con còn phàm phu quá. Nhiều khi á con thấy á, nhiều khi con thấy con bị trượt nữa không, mà bác sĩ nói á, là dư vô quá trị mà không ăn mặn á, thì sẽ bị gớt to. Vì đúng là tâm phàm phu. Mà lúc đó con cũng quên bẵng cái gì, con phát nguyện 3 năm nữa. Con nói tại vì chồng con nói mẹ giờ phải ăn đi đặng cũng dư quá trị đi, tại bây giờ y học nó cũng tăng tiến lắm. Và cũng như thì sống mấy năm thì 3-4 năm cũng được, nhiều khi nhiều người cũng sống được cả chục năm cũng có nói. Rồi lúc đó đúng là tâm phàm phu, bởi vì con rất là sợ. Bây giờ mà Phật nói con hết bệnh, con ở đây con không chịu luôn, con không, con nhất định con về, con rất là sợ. Thành ra A Di Đà Phật, con xin sám hối tất cả những gì mà con đã ăn. Rồi vâng, tức là bác sĩ nói là muốn hóa trị thì phải ăn mặn trở lại. Dạ. Và người thân cũng khích lệ và cô đã quyết tâm ăn mặn để dạ. mà hy vọng được khỏi bệnh. Nhưng mà sau đó cô đã thấy đó là cái sai và cô sám hối. Dạ. Giờ bác sĩ nói ăn mặn trở lại hết bệnh liền, cô chịu không? Dạ không. Dạ. Thì đó là cái tâm lý chung của người bệnh. Bởi vì những người mà tâm lý yếu ớt á, bác sĩ nói ngã mặn thì có cơ hội khỏi bệnh cao hơn. Và nhiều người đã ngã mặn. Dạ. Cô cũng không ngoại lệ. Dạ. Nhưng mà riêng bản thân cô thì cô đã phát tâm sám hối sâu xa. Dạ. Và quyết tâm niệm Phật để cầu vãng sanh. Đây là cái quý. Dạ. Bởi vì tâm phàm phu nó dễ bị thói chuyện lắm. Dạ. Giờ thì cô hãy quyết tâm niệm Phật tới cùng và cầu vãng sanh. Dạ. Quyết định không ngã mặn nữa ha. Dạ A Di Đà Phật. Như vậy rất là tốt. Dạ. Thế cô biết đạo từ năm 2018 và cô đã phát nguyện vãng sanh như thế nào, cô trình bày cho mọi người cùng biết ha. Dạ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó con tu, cái con thấy những cái lời nguyện của Phật dạy á, tự nhiên cái con thấy cũng lúc đó con thấy là con cũng mắc cỡ. Con nói tại sao mà nguyện vãng sanh, cái gì cũng nguyện vãng sanh mà cũng như con cảm thấy tự nhiên con tu, con thấy nó hệt những lời nói như mình nguyện mà những lời nói suông vậy đó. Không có phải như là mình đọc thôi, chứ không phải là cái tâm của mình. Dạ, cái lúc đó cái tự nhiên cái con nghe thầy nói con tu ở chùa Kim Tiên á, thầy nói các vị tu á, người tu mười mấy năm, người tu hai mấy năm mà tôi chưa có ai nói với tôi á là vãng sanh cho tôi biết hết á. Khi lúc đó con nói trời, vãng sanh xuống chết và sao không ai chịu, thôi để con vãng sanh, con nói trong tâm con không, mà con nói con vãng sanh, con quyết định con rồi vãng sanh. Lúc đó con nói con nguyện 3 năm, con phát nguyện 3 năm con vãng sanh theo lời của thầy dạy. Thầy nói cái con phát nguyện, cái lúc đó con phát nguyện, lúc đó là con cũng chưa có là lúc đó là con cũng ăn đi chùa thì con ăn chay, mà về nhà thì con cũng vẫn ăn mặn vậy đó con. Vậy là con cũng chưa có biết, tại vì con mới tu, con cũng chưa có tin sâu, không hiểu sâu rộng về cái pháp môn tịnh độ nhiều lắm, con không hiểu. Cái con coi cái phim mà Hướng Mặt Trời hay Qua Mặt Trời vừa của sư ông ở chùa Vạn Đức á. Dạ, chùa Vạn Đức á. Dạ. Cái con mới con thấy tự nhiên cái con lúc đó con thích tu ở nhà nhiều hơn là con đi. Cái ông xã con mới đi tập thể dục trước. Cái con ở nhà con cúng xong á, con mới xuống á, con mới nằm, con coi cái bộ cái phim đó, con thấy cái cảnh mà
con chó mà bị người ta bắt á, một cái con mực bị người ta đè mà ta nhúng nước á, và con chó ở đây nó sợ đó, con cảm thấy trụ nó cảm giác giống như con người quá, mà tại sao mình đi ăn thịt chúng sanh vậy? Cứ tự nhiên cái con phát nguyện, con không phát nguyện luôn, tự nhiên cái con thương giặc, con nói nó giống như là mình vậy đó, tại sao mình ăn nó? Lúc đó con cảm giác con thương, cái tự nhiên cái con ăn chay. Cái lúc đó ông xã con cũng còn ăn mặn, mà đi chùa ảnh mới ăn chay, cái con nấu con ăn chay thì ảnh ăn mặn, con chẳng nấu cho ảnh. Dạ Mô A Di Đà Phật. Dạ con ăn thì cũng được, nếu con cũng được cũng 2 năm mấy. Dạ A Di Đà Phật. Chứ con cũng không có phát nguyện là con ăn chay, con nguyện gì hết, mà con tự động con thấy là con ăn gì đó. Dạ. Vâng, tức là cô biết đạo từ năm 2018 và phát nguyện 3 năm sẽ giảng sanh đúng không? Dạ. Thì bây giờ năm 2021 rồi, đây là cơ hội cô thực hiện lời nguyện của mình. Hy vọng cô sẽ biểu pháp cho mọi người biết giá trị của câu Phật hiệu, cũng như biểu pháp về pháp môn tịnh độ cho mọi người biết. Dạ. Như vậy trước khi cô lên đây thì cô đã nghe nói cô phát nguyện lạy Phật ở núi Vinh phải không ạ? Dạ, núi Cấm. Trước khi lên đây cô đã phát nguyện lạy Phật ở núi Cấm. Dạ. Như vậy cô hãy trình bày cái quá trình lạy Phật đó nha, cho mọi người cùng biết ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, lúc đó con còn mấy bạn với chị con nè, cũng có nói là đi lên lại trên núi Cấm. Và tại nghe con bệnh á, cái chị lại cầu an cho con, mà lúc đó con không dám hứa đâu. Con rất là yên tâm, con rất là muốn lại. Nhưng mà lúc đó cái con còn ở trên bệnh viện á, và con không biết cái ngày nào bác sĩ cho con về. Cực cái làm thủ tục này kia, như là chụp CT rồi chụp phúc xạ xương này kia đó. Dạ, cho có biết căn bệnh con rõ hơn á. Lúc đó cái tự nhiên cái gần 30 tháng 4, mỗi tháng 5 là ngày lễ, cái bác sĩ trước đó bác sĩ kêu về cho nghỉ được 10 ngày. Cái lúc đó cái xã con nó đi về á, thì cũng như lên xuống hoài nó mệt, thôi năn nỉ bác sĩ với điều dưỡng cho cũng như sớm chút ở đây đi, cho vài ngày ở đây thôi, đừng có đi về. Lúc đó con cũng không biết là trên chảnh là có mấy bạn này đang cầu an cho con, lại cho con. Lúc đó con cũng không biết, nhưng mà lúc đó con cũng có nghe thôi, con nghe mà con cũng chẳng thích, nhưng mà con cũng quên ngày luôn, con cũng không nhớ. Cái mà con cũng không biết cái khóa địa tạng ở trên chảnh là 3 ngày 3 đêm, con cũng không biết nữa. Sao không biết sao, chắc cũng Phật pháp gia hộ sao, để cho con được cái nguyện của con á. Dạ, con cũng rất là thích nữa, lại là từ đó mà con nghĩ chắc con không biết con lại nổi, con không dám là con lại nổi không, con cũng không biết nữa. Nhưng mà con rất là thích lại. Nhưng là mấy chị nói vậy nè, muốn cái người mà lại á, là phải là thứ nhất là không sợ ma, thứ hai là không sợ chó, thứ ba là không sợ gắn gít nói gì đó. Dạ, mà con quyết tâm mà mình lại Phật, mình đâu con không sợ mấy cái đó hết á. Cái sao con được đi về cái vô được cái nghe chị bạn nói nên mấy cái ngày đó lên lại đó, chị bạn con, chị Như Tịnh nói ngày đó tỷ sẽ lại với mấy chị với sư cô lại cầu an cho em, tại nghe em bệnh mấy cô sư cô cũng rất là thương, rồi tỷ mấy bạn kia cũng rất là thương. Và là cái lúc đó cái con thấy gì, con quyết định cái con đi lên, con lên cái bữa đó con lên nó phải, con nó thật sự là nếu mà ăn chay con rất là ăn lạc, mà ăn mặn con thấy con đau đớn lắm thầy ơi. Lúc đó thầy nhìn mặt con á hả, con đau, con lộ ra nét mặt luôn á, con đau đớn lắm, con khổ sở lắm. Nhưng mà con lên á, cái chùa dẫn lên con, cái con lúc đó con còn đuối lắm, con còn mệt á. Lúc đó do con lên dắt chiều thì con người con á hả, con chỉ là nằm bẹp thôi, con không có ngồi lên nổi luôn á. Cái cô với mấy bạn cũng như đặt cái bàn á ở ngoài trời á, cúng lại thì con cũng ra cúng lại, nhưng mà con lại xuống á, con đứng lên là phải cũng có người đỡ con mới đứng lên nổi. Và xong cái lại cũng cầu nguyện gì, cái mấy cô mới hẹn là 12 giờ mình đi lại từ chân núi đi lên tới
mẹ Quan Âm trên núi, trên núi Vạn Linh, núi núi Cấm á. Cái mà con ngủ cũng không được nữa, bữa đó chắc tối con cũng không ngủ được nữa. Không biết cái tâm trạng con làm sao, bữa nó không biết sao mà con ngủ cũng không được nữa. Mà tới cái lúc 12 giờ thì hẹn lại chỗ đó, chỗ cái am của sư cô á, thì con lại con thấy con vẫn còn mệt nữa, con còn cũng vẫn đuối như vậy đó. Nhưng mà tới lúc mà tới mà cái chỗ mà phát lên lại á, dạ xuất phát á, thầy ơi con không biết làm sao nữa. Đúng là Phật lực gia trì, A Di Đà Phật. Còn lại con không biết mệt. Lúc mới đầu á thì mà con á, lúc mới đầu thì đi lại cái sợ xương xuống á, thành ra đội nón rồi có găng tay. Mà cần lại con biết con bỏ hồi nào con cũng không hay, mà con lại càng khỏe, con lại con càng khỏe, con lại ba bước, con lại một bước. Con đi ba bước, con lại một bước mà không biết làm sao. Con đi rất, con đứng lên đứng xuống, con đi con quỳ lại, con rất là thấy là nó nhẹ nhàng lắm. Dạ, A Di Đà Phật. Mục đích của việc này đó là như thế nào cô biết? Dạ, cho mọi người biết ạ. Dạ, mục đích của sư cô với mấy bạn con có nguyện là lại cầu an cho con. Ừ. Dạ, cho con hết bệnh. Nhưng mà lúc đó đó cái tâm nguyện của con đó, con không có muốn hết bệnh, mà tại vì sư cô với mấy bạn muốn cho con hết bệnh. Nhưng mà cái tâm nguyện của con á, cái lúc đó con tu hàng ngày con cũng vậy, con muốn cho tất cả pháp giới chúng sanh ai cũng hiểu sâu lời Phật dạy, hiểu thật là sâu lời Phật dạy và phải lực nhân quả, đừng có gieo nhân và gieo nhân ác rồi sẽ lúc này sau này hối hận. Cho nên con có nguyện cầu như vậy, rồi con sám hối những cái quan gia trái chủ của con mà từ nhiều đời nhiều kiếp. Dạ các vậy mà con đã ăn thịt trong mấy cờ con, nếu mà con tính, nếu mà dồn lại có, con nghĩ là chắc cũng không có nhiều đó thầy ơi. Tại vì con lên trên chợn con mới ăn, con về nhà là con nhất định con ăn chay, con không chịu ăn mặn. Dạ, tại lên chợn cũng rất là khó, thành ra con cũng không muốn cho ông xã con cũng cực nhọc về con nữa. Mới tâm phàm phu mà, A Di Đà Phật. Dạ, thành ra con dạ A Di Đà Phật. Như vậy cô bị bệnh như vậy, đây là một cái cơ hội để cô vãng sanh. Dạ. Vậy là cô thấy đây là tín hiệu mừng hay là buồn đây? Dạ con rất là mừng thầy, con rất là vui, con rất là hạnh phúc. Vì có cơ hội được vãng sanh về với cha Di Đà ha. Dạ. Thì là tốt. Như vậy thì cô hãy cố gắng nhất tâm niệm Phật, niệm tha thiết, niệm một cách quyết liệt để cầu phía trước ngày giờ vãng sanh, để làm chuyển pháp cho mọi người. Đây là điều mọi người mong đợi, cho mọi người biết rằng câu Phật hiệu có giá trị như thế nào ha. Dạ, A Di Đà Phật. Bên cạnh nhân chánh là chồng của cô Phượng, chú đưa cô lên đây để mà được ban hồn điểm giúp đỡ. Thì như vậy tình hình của bà xã như vậy thì chú có tâm nguyện gì xin chú trình bày ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Hùng, pháp danh là Tâm Bổn, là ông xã của Trần Kiều Mỹ Phượng, pháp danh là Tịnh Nhất. Tâm nguyện của con từ An Giang lên Đà Lạt Lâm Đồng là tâm nguyện của con là muốn đưa cho bà xã con vô chùa Tịnh Thất Quan Âm, vô phòng giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thì chú đã có tâm nguyện rằng muốn đưa bà xã của mình vào phòng hồn điểm như vậy, thì ban hồn điểm sẽ cố gắng giúp đỡ. Thì chú hãy trình bày cái quá trình tu tập của cô Phượng cho mọi người biết ạ. Dạ, trong quá trình tu tập của bà xã, thường ngày trong bà xã có phát nguyện là hai chồng nghỉ bán năm 1918, hai vợ chồng đi chùa liên tục. Nếu mà có ngày nào nghỉ thì ở nhà hai vợ chồng cũng cúng lại có tam bảo ở trên lầu. Nhưng mà
cái lạ kỳ á, hai vợ chồng tu với nhau mà bà lúc mà niệm Phật á, sao bà xã khóc hoài à? Bởi sao nói sao em khóc hoài vậy? Nó tại vì em cảm với Phật. Bà xã nói gì hoài? A Di Đà Phật. Ừ, tốt. À, tức là của niệm Phật và cảm được cái từ trường của câu Phật hiệu, của xúc cảm rơi lệ, chứng tỏ cô rất là tha thiết đối với câu Phật hiệu, điều rất là tốt. Yeah. Nhiều khi vô chùa đang cộng tu, bà xã cũng khóc, nhiều người người ta không biết, ta hiểu lầm. Người ta cũng hỏi, ta nói chuyện gia đình có buồn gì thì về nhà giải quyết. Nhưng mà thật sự người ta không biết cái tâm trạng của bà xã. Do cảm câu Phật hiệu mà khóc ha. Dạ. Ờ, thì tốt quá. A Di Đà Phật, cái tự nhiên cái con đang ngồi niệm Phật, cái con nhìn con thấy Phật đang khóc, con thấy là nước mắt chảy luôn á, cái tượng á, đang cũng như là khóc cho con, tại sao con không chịu đi về? Cái cảm thấy con thương Phật lắm, con nói con sẽ về, mà lúc đó con cảm với Đức Phật A Di Đà rồi. Dạ, lúc đó con thấy thương Ngài lắm, con thấy 48 lời nguyện của Ngài á, rất là thương tất cả chúng con. Cho nên con nói con không muốn ở đây nữa đâu. Con nói Phật ơi, con sẽ về với Phật, con không muốn ở đây cái cõi này khổ quá. Cái cõi này á, nó giả tạm. Nó vui á thì thật sự là con sống rất là hạnh phúc đó. Nhưng mà con thấy cái vui nó giả tạm lắm. Rồi con thấy con thấy như giống hệt như con đang đóng vai, đóng vở tuồng cho hết cái tuồng này, tuồng khác. Con chán lắm rồi. Con nói con chán lắm rồi, Phật ơi, con xin về, con không muốn ở đây nữa đâu. Là lúc đó con chưa có bệnh nữa, thầy, con chưa có biết bệnh luôn. Con chưa có, lúc đó là mới có 2019, 20 gì đó, con không nhớ. Nhưng mà thì con tu thì con rất là vậy đó, con tha thiết lắm, con muốn về. Tại vì con không có muốn ở đây nữa. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con mới biết bệnh là tại vì con đang tu ở chùa Hưng Thiền cũng phá tu 7 ngày á. Con cảm thấy con mệt. Tự nhiên cái con thấy con say sẩm, con chón dáng cái gì đó. Rồi cái con cũng đi cầu ga máu gì đó. Cái con mới lên trên Hòa Hảo á, cái con mới quyết định con lên Hòa Hảo, con mới đi nội soi. Cái bác sĩ nói con bị ung thư trực tràng giai đoạn thứ 2 đầu mổ con. Nhưng mà lúc đó ông xã con không chịu, ông xã nó không phải đi tầm soát cho kỹ. Cái đi qua bên bệnh viện ông bố mới tầm soát cho kỹ thì nói con bệnh trạng con gì đó. Dạ. Mà lúc đó nói con cảm thấy con cũng hơi chóng cái, nhưng mà con thấy con hạnh phúc mà. Con biết được cái thời gian của con. Dạ. Cái con được về đi Phật Mau. Dạ, A Di Đà Phật. Thì bên cạnh cô Phượng là cô Xuân, là người chị bạn đồng tu của cô Phượng, là người mà theo sát cái quá trình tu hành của cô Phượng cũng như là hỗ trợ về mặt tinh thần. Như vậy nhân đây xin cô Xuân hãy trình bày về cái chí nguyện của cô Phượng thế nào, cô thấy như thế nào, cô trình bày cho mọi người biết ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Như Tịnh, con ở Rạch Giá đó thầy. Rồi con thì ở trên tỉnh thất của thầy sư phụ con là thầy Giác Nhan này, là con tu cũng 2011. Mà nếu mà nói đúng luôn á, là cái nhân duyên gì nè thầy, con bệnh rất là nặng luôn. Con là bệnh tim gần chết luôn á. Những cái van tim con nó hở không còn cái nào hết trơn á. Rồi cô con nói là đi thay tim đi, rồi mới sống chứ để bỏ mấy đứa nhỏ. Cái con nói thay, mà thay thì cơ hội con thấy anh con đó thay rồi chết mất tiêu trong bệnh viện luôn á. Thì con cũng chưa quyết định nữa, thì có người nói là lên chùa thầy đi, lên chùa thầy tu đi, một là giảng sanh, hai là hết bệnh. Cái con phát nguyện con lên đây con tu năm 2011, con lên con tu lần đầu thì con uống thuốc một tháng thì uống 30 ngày, sau cái con giảm lần tới nửa tháng, cái tuần lễ, cái sau 2 ngày tới 1 ngày con bỏ luôn. Hay còn là nói ông bác sĩ nói con có kỳ tích, ông bác sĩ ông nói là chết mang theo chứ làm gì hết bệnh. Con nói vậy đó, mà nhờ sư phụ dạy đó, lúc đó là ở đây tu dữ lắm, tu ngày tu đêm, mà con nói thiệt lên đây là cực
cực nhọc cỡ nào con nói con thức, con tu tới sáng luôn vậy đó, mà suốt ngày luôn, mà sao nó an lạc. Con lại Phật suốt nghe thầy chỉ dạy là con lại suốt luôn, con lại từ 2011 mà đến hôm nay là 2021 con vẫn duy trì cái thời lại của sư phụ dạy luôn á. Thì tự nhiên con hết bệnh luôn thầy, con hết bệnh con khỏe luôn. Cái con thấy sự mầu nhiệm của Phật Pháp quá đi. Nhưng mà 2018 đáng lẽ con có cái giấy đi về phỏng vấn, thì con mới trở về Rạch Giá, con mới trả phòng trọ lại hết cho con mới về. Thì tới đó thì nó bị bệnh dịch rồi, con lên đây không được nữa. Thì con bắt đầu nói mình tu, mà mình cũng muốn là lâu lâu cũng phải có cộng tu. Ở nhà thì con tu miên mật lắm, theo thầy sư phụ dắt nhàn chỉ là con tu tới giờ luôn, không bỏ sót một ngày nào. Cái thời lại con là con bỏ, không bỏ một thời luôn. Thì con nói bây giờ mình ở nhà mình cứ tu hoài thì mình cũng phải tìm cái đại chúng nào mình tu, mình cộng tu chứ. Mà con lên trên Đà Lạt này con đi rất là khó, con đi xe không có được. Mà nào giờ con chưa bao giờ đi xe, có lần này con đưa muội con đi, con đi xe thôi đó. Thì con lên đây con tu xong cái con nói thôi bây giờ về dưới thì mình không có chỗ cộng tu, thôi bây giờ mình tìm cái chỗ nào. Thì con nghe trên núi Châu Đốc á, núi Cấm thì có chỗ tu 7 ngày 7 đêm niệm Phật. Con nghe niệm Phật con thích quá, giống như phương pháp của thầy sư phụ mình dạy. Thôi con lên trên chùa trên đó con cộng tu. Thì con lên con tu con mới gặp muội này nè. Muội này là ở Châu Đốc, con thì ở Rạch Giá, hai nơi cách nhau 2 tiếng rưỡi lần đâu có gặp được. Mà sao con lên trển con tu 7 ngày 7 đêm thầy. Thì tới cái ngày mà thứ bảy là con phát nguyện, một ngày một đêm con không ngủ, con không nằm, con chỉ ngồi, ngồi rồi đi, đi kinh hành rồi lại Phật suốt 24 tiếng, từ 4 giờ sáng này đến 4 giờ sáng hôm sau. Rồi tịnh khẩu luôn, không nói gì hết. Thì cái muội này là pháp danh tịnh nhất nè, muội tu cũng rất là hay, nhưng mà lúc đó con chưa quen, cũng nhìn cười thôi. Mà muội tu hay lắm, muội cũng trời sao muội tu hay thiệt, hay giỏi quá luôn á, tinh tấn mình gì mà cũng không bằng một gốc của muội nữa. Muội tu hay quá, cái muội mới gặp con với hai chị em quen. Thì muội mới hỏi con, con cũng nói là ngày thứ bảy thì tỷ tịnh khẩu, tỷ không nói chuyện, rồi tỷ cũng không nằm, không ngồi, không nằm ngủ ngang, rồi ngồi nghỉ thôi, phát nguyện vậy đó, rồi ăn ngọ luôn. Thì muội tự nhiên cái muội phát tâm, muội bắt chước theo, muội cũng làm y như vậy. Thì những cái khóa tu đó thì cũng vậy, rồi đến khóa tu cuối cùng này đó, muội đã biết muội bệnh rồi đó, mà muội vẫn theo con. Con nói đừng có theo, tại vì muội đang bệnh thì muội phải nghỉ ngơi, còn tỷ thì còn khỏe. Vậy mà muội cũng thức 23 tiếng đồng hồ, không có chịu nằm, không chịu gì hết, không nghỉ ngơi hết, tu suốt luôn. Thì chúng con cũng đã quen với muội rồi đó, thì biết là muội phát bệnh rồi. Thì con với nhóm đồng tu á mới nói thôi bây giờ chị em mình phát cái nguyện là mình lại từ chân núi Cấm lên đỉnh núi Cấm để cầu nguyện cho bạn của mình là liên hữu con là tỉnh nhất nè. Một, nếu mà thọ mạng còn thì xin cho muội được gặp thầy gặp thuốc để muội chữa khỏi. Còn nếu mà muội thọ mạng đã hết thì xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho muội. Muội có thân có bệnh nhưng mà không đau đớn như mọi người. Tụi con phát nguyện vậy thì lại lên. Thì muội nghe con lại thì muội cũng bắt dưới, cũng xin lại, cũng đi cứ phát tâm lại theo. Mà muội hay quá thầy ơi, không bỏ một lại nào. Từ cái chân núi Cấm lên đỉnh núi Cấm lúc tụi con phát lại là 12 giờ đêm, tới đó thì 10 giờ sáng. Mà muội con nó không mệt, con nói trời sao mà giỏi dữ vậy, giỏi dữ. Rồi xong 3 ngày pháp hội Địa Tạng, thức 3 ngày 3 đêm để tụng, muội con cũng phát tâm dõng mạnh vậy đó. Quá trời hay, con nói hay quá. Thì xong cái khóa tu đó rồi thì về. Thì trên đường về thì muội phải lên thành phố để chẩn trị lại, để đón lại coi là cái khối u nó có được mổ được hay không hay là sao. Thì lên đó thì sư đệ nó điện lại nói là tỷ ơi, bà xã bệnh nặng lắm rồi, là giai đoạn 4 là không có trị được nữa rồi. Thì lúc đó con mới nói nè, ở trên chùa thầy của mình á, sư phụ trên này là có cái phòng giảng sanh, mà nếu mà muội về đây là có cơ hội giảng sanh luôn á. Cái con mới điện lên thành phố thì hai vợ chồng cũng để nó nghe, nó cũng vui lắm. Nói tỷ nói vậy thôi, hai vợ chồng để vui quá đi. Cái con nói thôi vậy về thu xếp hành trang đi, rồi lên đây tỷ dẫn đi lên. Tại hai vợ chồng này không có biết trên tỉnh thất của sư phụ đâu. Thì con lúc mà đi con cũng sợ chướng duyên lắm. Con sợ là mình thầy dạy hoài mà mình lên tới chùa, mà khi tới được bước chân tới cái chùa mình mới biết mình đã tới chùa. Còn trên dọc đường đi bao nhiêu chướng nạn, bao nhiêu mình không vượt qua được là mình lên tới đâu. Ủa con sợ quá, con xin quá trời luôn. Con tu lúc mà gần đi lên xe rồi mà con còn ráng lên
niệm Phật một thời nữa đó, con xin Phật với mẹ Quan Âm gia hộ cho con đưa được hai em này lên trên tới trên này. Thì cái sự mầu nhiệm này con nói thật là mầu nhiệm quá chừng đi, mũi con sao nó giỏng mảnh quá. Nó tu mà trong vòng có 3 năm phát nguyện mà đúng theo lời, trong khi con cũng phát nguyện mà con giờ cũng còn chưa có được biết gì hết, cho mũi con đã biết thời gian rồi đó. Con cũng xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho mũi con biết được cái mà ngày giờ luôn để làm biểm pháp cho chúng sanh rất là lợi lạc. Thì con đưa mũi con lên đây, mà trong suốt cái thời gian mà tụi con á lại Phật là ngày cũng trước lên đây là mấy ngày thôi, thì tụi con lại là từ thì không ngủ đêm rồi, 12 giờ đêm mà lên tới 10 giờ sáng đâu ngủ, rồi vô khóa tu 3 ngày 3 đêm cũng không ngủ, rồi mũi phải bắt xe lên Châu Đốc để trị bệnh, rồi mũi trở về lại Châu Đốc để xu xếp lên đây, đâu nghỉ ngơi đâu, con cũng không nghỉ ngơi luôn. Rồi cái tụi con á mà từ ở Rạch Giá, mũi con thì từ Châu Đốc rước con ở Rạch Giá lên đây là mười mấy tiếng đồng hồ, con ngồi con niệm theo sư phụ dạy một hơi, mũi con niệm hai chồng mũi theo niệm một hơi, niệm lên tới đây luôn, không biết mệt mỏi là gì hết. Cái câu Phật hiểu làm cho tụi con khỏe thật là khỏe, mà con thì đi xe nào giờ cũng được, mà lần này sau con đi con khỏe quá chừng luôn, giống như là có một cái lực nào mà giúp cho con mà nó nhẹ nhàng, mà cái câu niệm Phật hay sao á, con nghĩ là câu Phật hiệu giúp cho con á, giúp cho mũi con luôn, mũi con cũng không thấy mệt mà con cũng thấy mệt. Rồi lên tới đây thì mũi con cái đêm đó đang tu, tụi con muốn nhà ở dưới nhà trọ, rồi lên đây gặp với thầy, rồi thầy mới nói là giờ ra nhà trọ ở đỡ rồi nữa, rồi vô đây mà nặng thì vô đây. Thế con cũng tìm được cái nhà trọ đó, con cũng lập ngôi tam bảo rồi, thì tụi con cũng theo lời thầy dạy mà sư phụ dạy nào giờ là con nghe dữ lắm. Thì con cũng lập tam bảo tu một ngày 4 thời giống trên này, sáng tu cũng 4 thời y như vậy đó. Thì con mới đêm á con ngủ ít lắm, thì mũi con nó không ngủ. Mới có 1 giờ đêm nó ra nó ngồi nhiếp tâm niệm Phật, con cứ lén con quay hoài luôn. Nó ngồi nhiếp những trời hay lắm thầy ơi. Con không tưởng luôn á, không biết mệt là gì hết. Rồi con lại mũi cũng lại theo. Rồi cái mũi đêm đó mũi mới nói nè, tỷ ơi mũi mà có một cái tâm nguyện cuối cùng. Tại vì cõi ta bà này mũi đã lo xong hết, lo trong vòng có 2 ngày thầy. Cõi ta bà này xong sạch sẽ luôn, con cái nhà cửa di chúc là hết. Có một đứa con thì ở nước ngoài, có một ông bạn thì biết tu, không còn gì vướng bận hết, đi sạch sẽ hết trơn. Con đưa đây thì đêm đó cái mũi mới kêu con vô, nói tỷ ơi mũi có cái tâm nguyện gì nè, mũi muốn được gặp sư phụ giác nhàn, muốn đánh lễ ngài. Con nói câu gì nè, gặp sư phụ khó lắm mũi ơi, mà trong tâm con thì con vẫn thương mũi con lắm, con cái gì mà mũi con muốn là con muốn tội nguyện cho mũi con hết á. Thế con nói là mũi ơi gặp thầy khó lắm, gặp sư phụ khó lắm, thôi mũi ráng tu đi, mũi ráng giảng sanh đi, về cõi Tây Phương mình gặp lại thầy, chứ cõi này chắc mình gặp được đâu, khó gặp lắm. Thì con nói vậy xong, nhưng mà con ra con vẫn xin Phật, chư Phật chư với mẹ Bồ Tát gia hộ cho con làm tròn cái tâm nguyện cho mũi của con. Thì không hiểu là sư phụ có cảm với tụi con, chắc là tâm tụi con tưởng sự thành quá. Thì sư phụ lên trên này, trời ơi, với chị Diệu chạy xuống kêu, trời con mừng quá trời mừng, con với mũi con chạy lên ha, chạy lên sang đô mà lên tới đây không mệt luôn á, mà vừa vô tới thì gặp sư phụ đi tới, mũi con nó quỳ xuống nó đảnh lễ thầy, nó khóc quá trời khóc luôn, tại cái tâm nguyện nó thành nó thầy. Con thấy sự mầu nhiệm của Phật Pháp đó. Rồi sau đó thì mũi con cũng đâu nói hết ý với thầy đâu, mũi con nói còn nhiều điều muốn bạch với sư phụ lắm, mà làm sao gặp được tỷ. Cái con thấy nói thôi vậy mũi đọc cho tỷ viết nghe. Cái con mượn tự muốn tập, con tính viết chắc viết cũng mấy trang cho chưa hết ý nữa, quá trời ý rồi, nhiều quá làm sao mà viết nổi, mà mình cái thời gian niệm Phật không có thời gian để mà ngồi mà viết cái tờ đó nữa. Thì không biết sao sư phụ lại hiểu được nữa. Thế con nói với mụ là sư phụ biết tâm nguyện của mình đó, con nói gì đó. Thì sáng sư phụ lại kêu tụi con xuống khu chuyên tu mà gặp đó. Sư phụ dạy lắm, nhờ mà những lời sư phụ dạy đó, bởi giờ mụi con biết rồi, cứ để từ từ, không có gấp, không gấp quá. Mụi con gấp lắm, mụi con đòi giảng sanh liền. Thì sư phụ dạy là từ từ, cứ để từ từ, chứ mình không gấp quá, mà cũng không có mà giải đãi quá, mình phải từ từ phải vậy đó, thì nó sẽ thành tựu. Trời, sư phụ dạy mũi con nó thông quá trời thông, nó mừng quá thầy ơi. Vậy đạo Phật vâng, vừa rồi cô Xuân có trình bày về
cái tâm nguyện vãng sanh của cô Phượng rất là tha thiết chân thành, dù bị bệnh nặng nhưng mà vẫn quyết chí niệm Phật, thức khuya dậy sớm rất là tốt. Như vậy thì đứng trước bờ vực sinh tử, cái chết cũng không còn xa nữa, thì cô cảm nhận được tính chất vô thường của đời người cũng như sự giả tạm của cõi đời. Vậy thì cô có lời nhắn nhủ gì đối với những người bạn đồng tu về vấn đề tu hành để vãng sanh không ạ? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con có đôi lời muốn nhắn nhủ về gia đình của con và các bạn đồng tu của con. Con xin các vị hãy lúc nào cũng nhớ câu Phật hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Vì mình niệm Phật, mình niệm, mình phải niệm chứ mình không phải đọc danh hiệu của Phật. Mình phải niệm cái tâm mình niệm, mình tha thiết, mình niệm, mình nhớ từ chữ sáu câu tục từ Di Đà, để mình giống hệt như là vô trong một cái máu của mình vậy đó. Dạ, A Di Đà Phật. Để lúc nào mình cũng nhớ đến Phật, vì Phật rất là thương mình. Tất cả mười phương chư Phật ai đều rất là thương mình, đều muốn cho mình được lìa khổ, được vui. Dạ, con mong mẹ, anh em của con và con gái của con nữa, xin lúc nào cũng nhớ ăn chay, làm lành, giữ tâm thanh tịnh để mình niệm Phật, để mình mới cảm được cái Phật, để sau này mình thấy hạnh phúc lắm. Tại vì mới đầu mình niệm thì chưa đâu, nhưng mà mình niệm cũng như mình niệm Phật càng ngày càng thấm thì mình thấy là mình rất là thương Phật, mình cảm với Phật lắm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái từ con nhờ vì bạn con là nói là lên đây là con hồi đó, lúc đó con chưa có biết thầy, lúc 11 năm trước là con có cái chuyến xe thầy nó là lên trên có như là có cái lên đây là để mà gặp thầy đó, gặp sư phụ ở tỉnh Thác này. Mà lúc đó thì sư phụ ở đây thì vô tiên chuyên tu, con nhớ là 11 năm trước. Con nói sao rất là tiếc, thành ra con lên đây ấy, có con nghe bà, con nghe chị bạn nó nói là lên đây con rất là thích. Con nói con sợ lên đây 11 năm trước con không gặp rồi, con sợ cuối đời 11 năm sau này con không gặp nữa, con rất là buồn. Thành ra con tha thiết, con muốn gặp sư phụ để con đảnh lễ Ngài, để con muốn cho Ngài thay thị. Tại vì cái hành trang 3 năm của con á, con thấy nó chưa có được sâu, cũng như chưa có được là đầy đủ. Cũng như là con như cái bên tịnh độ của con cũng chưa có hiểu sâu gì nhiều. Nhưng mà con tại có cái tâm con phát nguyện vãng sanh mãnh liệt quá, thành ra. Nhưng mà con nhờ thầy thay thầy, con chỉ là nhớ trong kinh A Di Đà dạy sao con làm gì. Nhưng mà thầy không biết sao thầy rất là thương con, thầy mới dạy cho con, thay thầy cho con. Con xin vâng lời sư phụ, con xin y giáo phụng hành những lời sư phụ dạy với con. Lúc nào bây giờ con cũng giữ cái thân con mệt thì con nằm chứ con không có gán như một lần nữa. Mỗi lần con gán thì con thấy mệt. Tại vì nó gán quá nhiều đi, cái làm như con mệt, con phải nghỉ chút, con phải ngồi lên tiếp nữa, con mới ngồi, mới niệm Phật sâu được. Nhà sư phụ nói cũng phải, cái gì như mình có bệnh là mình phải nương theo chứ, cũng đừng có ỷ quá rồi làm cái lực của mình nó bị mất, nó bị tổn. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cái mà con nghe chị Như Tịnh đó, nói lên cái chỗ của thầy, con chùa con mối có vừa lên tới chân núi thôi thầy ơi, con thấy có tù chuồng ở đây đó. Nó an lạc, nó thanh tịnh quá, con rất là thích. Dạ, thành ra con phát nguyện vãng sanh ở đây. Con muốn là cái thân con là
dưới có đây làm lễ tại chùa này, nhờ sư phụ và quý thầy và các bạn đồng tu trợ giúp cho con được giảng sanh. Và sau khi con mắt xác con được thiêu, và đó là tâm nguyện của con, và được thiêu ở đây, và xin con xin mọi người, nhất là gia đình của con, xin hãy giúp cho con, thương con, hãy cho con được tội nguyện theo ý của con. Vì con thấy ở đâu cũng không thấy thanh tịnh an lạc như ở đây, có tù chuồng ở đây rất là, con rất là thích. Vâng, vừa rồi thì cô đã trình bày về cái tâm nguyện vãng sanh cũng như những cái lời ý chúc để lại, mong là muốn được vãng sanh tại nơi này, và xác tứ đại này sẽ được hỏa táng trở về cát bụi. Vậy là cô quyết tâm cố gắng niệm Phật. Vừa rồi cô có nói một cái ý là cố gắng niệm Phật chứ không phải đọc danh hiệu Phật. Đây là một ý rất là hay, tức là mình không phải là niệm theo kiểu hữu khẩu vô tâm, mà niệm xuất phát từ tâm, ra tiếng lọt vào tai và xây vọng như vậy. Tâm tức là tâm, miệng và tai, tức là ý căn, thiệt căn và nhĩ căn đó giúp với nhau thì sẽ có hiệu quả hơn. Thì cô hay gắng làm theo phương cách này thì hy vọng cô sẽ được đạt được tâm nguyện của mình. Nguyện cầu cho Đức Phật A Di Đà phóng ánh hào quang gia hộ cho cô nghiệp tướng tiêu trừ, gia hộ cho cô nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng và biết trước ngày giờ vãng sanh để làm biểu pháp cho mọi người. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Cái cuộc đời của con á thầy, con á thì cúng dường có hai lần mỗi con, mà để con ghi nhớ nhất á là một lần con cúng ở sư ở Tân Châu á, là chùa Phước Huệ á, là sư trực. Con thấy sư á, con rất là thương cái con cúng dường sư, chứ nói thôi cúng dường sư á không có phước bằng cúng Tam Bảo đâu, thôi con để cái thùng Tam Bảo đi. Cái con đó là con cũng thấy một cái sự như là sư tu, con thấy con rất là tự nhiên, con quý, con ngưỡng mộ. Mà lên đây á, cái con xin sư phụ, cái con cũng xin cúng dường sư phụ để con đặng phước, tại vì hiện giờ con đang bòn, rất là bòn phước, con đang kiếm phước từ chút với thầy. Con những cái gì lợi lạc con sẽ nguyện, con sẽ làm cho con được. Vậy con muốn cầu vãng sanh quá, thành ra nếu mà con phải cầu vãng sanh phải có đầy đủ phước đức nhân duyên. Và cái con cúng sư phụ mà không ngờ sư phụ làm cho con sửng sốt. Sư phụ nói sư phụ cũng như là Tam Bảo chứng minh, mà sư phụ lấy cái tiền cúng của con, sư phụ sẽ ghi tên của con để phóng sanh. Chủ, con sửng sốt, con nhìn thầy giống như một bậc đại Bồ Tát quá, con không biết nói gì hết á. Con nhìn sư phụ mà con ngưỡng mộ sư phụ, con nói trời, sư phụ đúng là đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh, muốn cho tất cả chúng con đều có phước được dày sanh về cõi cơ Tây Phương. Đó là cũng tâm nguyện của sư phụ, cho nên con thêm cái nguồn mạnh của con nữa. Con sẽ nguyện, con sẽ cố gắng, con niệm Phật để con được về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thôi, không có phụ lòng của sư phụ chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn cô ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hiện tại cô Trần Kiều Mỹ Phượng đang ở trong phòng hộ niệm của chùa Quán Thế Âm. Sau một thời gian lên chùa tịnh dưỡng ở bên ngoài tu hành niệm Phật, hiện tại sức khỏe cô cũng yếu dần, và ban hộ niệm đã tiếp nhận cô vào bên trong để tiến hành những cái thủ tục hộ niệm chính thức để giúp cô vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thưa cô Phượng, xin cô cho biết rằng tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ như thế nào và tâm nguyện của cô ra sao? Xin cô chia sẻ cho mọi người cùng biết ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con
pháp danh Tịnh Nhất. Con hiện giờ sức khỏe con bữa nay rất là yếu, rất là mệt. Thầy, sư phụ thầy cho con sắp xếp con vô phòng mộ niệm. Con rất là hạnh phúc vì con sắp sửa con được về nhà, con được về với Phật A Di Đà. Con hạnh phúc lắm, con sung sướng lắm. Sư phụ thay thầy với con, cuối đời này con được gặp sư phụ là hạnh phúc lớn nhất của đời con. Sư phụ dạy con rất nhiều, vì bên tịnh độ con không hiểu sâu lắm. Sư phụ dạy, tổ nói cái tử sanh là trọng đại. Con biết sắp sửa con chết, nhưng mà quan trọng nhất là sanh về đâu. Mà cái nguyện của ta con, cái tâm nguyện con rất là muốn về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, vì đó là nhà của con. Vì con không muốn ở sáu nẻo luân hồi này nữa, con đã chán lắm rồi, con muốn được về nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, xin hãy giúp cho con được, con cho con được về nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, vâng, vừa rồi cô Phượng chia sẻ những điều rất ngắn gọn nhưng mà rất là cảm xúc, cho thấy rằng chí nguyện vãng sanh của cô rất là tha thiết. Bên cạnh nhân chánh là người bạn đời của cô Phượng cũng đã lâu nay giúp đỡ nhiệt tình về mặt tinh thần cho cô. Hiện tại chồng của cô Phượng cũng ở bên cạnh. Nhân đây xin Chúa chia sẻ tâm tư nguyện vọng của Chúa thế nào khi đưa bà xã của mình vào phòng hồn niệm A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Nhân Hùng, ở Châu Đốc An Giang, lên chùa Sư Phụ ở Lâm Đồng Đà Lạt. Tâm nguyện lớn nhất của con và vợ con, tâm nguyện của con là vô phòng hộ niệm cho vợ con được an lạc về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là tâm nguyện lớn lao nhất của đời con và vợ con. Con là rất cảm ơn sư phụ và quý thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của chú. Lúc nãy cô Phượng có nói rằng bây giờ sức khỏe rất yếu và chỉ muốn vãng sanh mà thôi, xem thế giới cực lạc giống như quê nhà của mình. Bây giờ chỉ muốn về nhà chứ không còn tư tưởng nào khác. Đây là điều rất quan trọng. Bổ nguyện của Đức Phật Di Đà phủ trùm khắp mười phương, không bỏ một chúng sanh nào, chỉ cần chúng ta muốn về là được. Ấn Quang Đại Sư cũng có nói rằng tự không muốn về, về liền được. Gió trăng quê cũ có ai tranh. Tức là quê hương cực lạc luôn mở rộng cửa, Đức Phật Di Đà luôn giang tay chào đón, chỉ sợ chúng ta không muốn về mà thôi. Lúc nãy cô Phượng nói tha thiết rằng chán sáu nẻo luân hồi và muốn trở về quê nhà. Đây là điều rất là quan trọng, chỉ cần muốn là được. Bí quyết của vấn đề vãng sanh Tây Phương đó là yểm ly ta bà và hân nguyện cực lạc. Bây giờ cô Phượng đã có đầy đủ những yếu tố đó, chắc chắn rằng Đức Phật A Di Đà đã cảm được tâm nguyện của cô. Chỉ cần đến giờ phút vãng sanh mà thôi, chỉ cần cô hãy giữ vững lập trường, giữ vững tâm nguyện và niệm Phật đến hơi thở cuối cùng, chắc chắn rằng Đức Phật không bao giờ bỏ cô. Khẳng định như vậy bởi vì bổ nguyện của Đức Phật đã tiếp dẫn bao nhiêu chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay và không bỏ bất cứ một ai. Đương nhiên chắc chắn Đức Phật cũng sẽ rước cô. Chỉ cần cô giữ vững lập trường và niệm Phật quyết liệt, niệm Phật tới bến và chí nguyện vãng sanh không lay chuyển trong hơi thở cuối cùng, chắc chắn rằng cô sẽ được toại nguyện và được trở về quê nhà cực lạc, mát mẻ thanh lương, xa rời biển khổ, đau thương đoạn trường này. Chắc chắn rằng cô sẽ trở thành bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Hy vọng cô sẽ quay ngược thuyền từ trở lại ta bà để tiếp độ chúng sanh. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phóng ánh hào quang gia hộ cho nghiệp chướng cô tiêu trừ, căn lành tăng trưởng và giữ vững chí nguyện vãng sanh, một đời này thành tựu tâm nguyện về quê nhà cực lạc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Giờ đây dân nhàn lên để chia sẻ cái buổi sáng hôm nay. Và hiện giờ là 5 giờ 36 phút sáng giờ Việt Nam. Giác nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua giác nhàn được đọc ba cái điều thiết yếu của Ấn Tổ khai thị cho những người tu tịnh độ về lúc lâm chung. Khi đọc đến đây thì trong lòng bội phục Ấn Tổ năm vóc sát đất, và trong thâm tâm muốn khi nào đủ duyên đem ba cái điều này để chia sẻ với các bạn liên hữu. Ngày hôm nay thực sự là nó đủ duyên. Chúc mừng cho những người có mặt ở trong pháp hội hôm nay cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hoặc khi xong rồi cái đĩa này ra, nếu chúng ta gặp được thì chúng ta vâng lời Ấn Tổ khai thị ba điều thiết yếu để lúc bản thân mình cũng như gia đình, quyến thuộc, bạn bè, mình đem ba cái điều này mình chia sẻ. Đây là một cái tâm hạnh giúp cho một phàm phu để thành Phật. Công đức này lớn lắm. Nếu mình không có nương lời dạy của các vị Bồ Tát Tổ đi trước, mình làm nó chập mắt. Vì bọn phàm phu chúng ta là kẻ phàm phu, cho nên cái định hướng của mình để mà áp dụng cho đúng, để cho họ thành tựu được chí nguyện giảng sanh, mình không đủ khả năng làm điều này. Mà mình phải vâng theo lời dạy của Thánh Tiên Hiền, của các vị Bồ Tát đi trước. Họ có sự thành tựu rồi. Khi họ có sự thành tựu, mình bước theo cái bước đi lối mòn đường cũ của quý ngài thì mình sẽ có sự thành tựu. Trước khi nói cái điều này, chúng tôi minh định lại cái điều với con người mình sanh ra trong cõi này, hay nói khác hơn gọi là khi sanh ra trên cái nôi và chấm dứt trên nấm mồ là chết đi, thì không phải là hết. Mà sanh ra trên cái nôi cũng như chấm dứt trên cái mồ, đó là một đoạn đường của kiếp nhân sinh, tâm linh của con người dài vô tận. Tâm linh tức là nghiệp lực của họ. Nếu mà họ tạo nghiệp ác thì cũng như bà Thanh Đề phải đi xuống dưới cõi địa ngục làm loài quỷ đói. Những người nghiệp nhẹ hơn chút nữa làm loài súc sanh. Nhưng may thay sao chúng ta lại được làm con người ngồi đây. Có những người ngồi đây lại đủ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó là một cái phúc duyên thù thắng vô vàng của chúng ta. Khi quý vị mà được làm một con người không phải là đơn giản. Nhiều đời quý vị cũng có tích lũy thiện căn phước đức, nhân thừa của con người, cho nên đời này chúng ta lại được may mắn làm con người. Mà thọ mạng chúng ta còn, cho nên bây giờ đến đây chúng ta vẫn còn ngồi tại đây. Thì hôm nay chúng tôi lên chia sẻ cái đề tài này sẵn luôn, đó là liệm cô Hương Trúc, vợ của chú Quảng Tịnh. Thì chúng tôi theo dõi sát cái ca này từ khi ở Sài Gòn đầu năm chúng tôi xuống, là bắt đầu chúng tôi thấy cô ung thư là chúng tôi theo dõi rồi.
theo dõi là bởi vì thấy gia đình người này có tín tâm với Tam Bảo, nhất là rất là chân thành cung kính với Tam Bảo. Vậy cho nên chúng tôi theo dõi, khích lệ trợ duyên từ ở Sài Gòn lên tới cái nhà ở phía ngoài, từ cái nhà bên ngoài đi vô tới phòng hộ niệm. Vô phòng hộ niệm trước khi chúng tôi tổ chức Pháp hội Vĩnh Nghiêm lại muốn nhào ra lại nữa. Vô khai thị nói miết, cuối cùng mới chịu ở trong này mà ra đi, cũng đằng đẵng 8 tháng. Trong khi đó bác sĩ nói ung thư này là chắc cũng 5-3 tháng là chết rồi. Biết sao giờ gia đình có làm phước báu sao đó mà nó không đau đớn, rớt từng miếng thịt, ung thư ngực, không đau đớn. Họ trả quả mà không đau khổ. Tất cả những sự việc này không phải bỗng không, và không phải mình muốn mà được, mà mình gieo cái nhân trước, và sau đó rồi nó sẽ hiện hành cái quả ra. Cho nên chúng tôi nói với quý vị, hôm nay quý vị có mặt tại đây ngồi trong một cái pháp hội như vậy, không phải trong đời này quý vị gieo cái nhân, mà đời trước quý vị đã gieo một cái nhân tốt. Cho nên quý vị gặp được Tam Bảo bây giờ quý vị thấy thích thú. Thì đó là mình đã gieo cái nhân của đời trước. Cho nên chúng tôi nói mình sanh ra trên cái nôi không phải là mới tức thì đó đâu, mà nó có nhiều đời trước. Cho nên ở trong cái bộ sách gọi là Tiền Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Hòa Thượng Minh Châu Ngài tịch rồi đó, Ngài là hiệu trưởng trường Phật học Vạn Hạnh ở Sài Gòn, Ngài có dịch 4 cuốn là đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiều đời nữa, lúc làm heo, làm gà, làm chó, làm ngựa, làm đủ loại súc sanh, làm người, làm trời, cuối cùng mang một thân Bồ Tát hộ minh ở cung trời Đâu Xúc, nhập thai xuất thai thành Phật ở cung cõi này. Thì chúng ta tin cái luân hồi nó có, nghiệp báo nó có. Như vậy bây giờ mình làm sao, mình đã có được một cái phước báo đời trước, mình đã gieo một cái nhân tốt để bây giờ làm một con người, mà con người này hiểu chánh pháp, tin chánh pháp. Thì bây giờ mình tiếp tục mình nhân tăng thượng duyên cái nhân con người này, gọi là chuyển cái nhân thừa nó bước sang cái Phật thừa. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới giúp cho chúng ta là chuyển từ cái nhân thừa này đi thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc Phật thừa thôi. Còn những pháp môn khác thì chúng ta phải tự lực để bò, giống như con mọt nó đục từng khúc tre, mắt tre nó đục dọc. Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, thiên giác thừa, Bồ Tát thừa, mới Phật thừa. Nó đục còn lại 6 mắt nữa. Mà phải trải qua cái thời gian 3 đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng mà phải vào cái dòng sơ quả từ đời hoàng thì mới tính cái thời gian, chứ còn phàm phu như vậy là chưa tính. Còn bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho chúng ta cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, phát 48 lời nguyện. Không phải là nó đi theo lộ trình từng mắt từng mắt từng mắt, từng cái cảnh giới nữa, mà mình gọi là hoàng siêu tam giới. Con mọt nó đục ngang cái ống tre nó ra liền. Chúng ta trong một đời này vượt ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, về thẳng Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có pháp môn tịnh độ, nương nhờ cái Phật lực gia trì, chúng ta mới có khả năng trong một đời này vượt ra khỏi tam giới. Mà tam giới giống như nhà lửa, tam giới không an giống như nhà lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới giống như nhà lửa. Ngay vua A Xà Thế phạm ngũ nghịch giết cha hại mẹ, mà ông vẫn ăn năn sám hối và ông tạo tịnh nghiệp, gói gọn những cái nghiệp cũ mang về Cực Lạc, nó không có trả quả báo nữa, nó tiêu từ từ trong đó. Còn nằm trong tam giới là còn trả quả báo. Và đây là những cái lời thống thiết mà chúng tôi đọc văn sao, chúng tôi nói ra để quý vị nên chân thật vâng lời làm theo. Chúng tôi không có lừa dối quý vị đâu. Mà cái việc mà sanh tử là sự đại, nhưng mà nói cho rõ nữa là tử sanh mới là đại sự.
sanh ra rồi chết đi là việc lớn, phải giải quyết cho được. Bên Thiền Tông là người ta đạt được cái trình độ gọi rằng là thâu thần tịch diệt, muốn ra đi lúc nào ra đi, triệt ngộ, thấu suốt nguồn tâm, sống với cái pháp thân huệ mạng, chứ không có dính kẹt trong cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Họ tự tại họ ra đi. Thì Ấn Tổ kêu tìm con người này đối với thời đại hôm nay khó như lông con rùa mà sừng con thỏ. Khó. Con thỏ làm gì có sừng, con rùa làm gì có lông, khó. Còn đối riêng đối với những người tịnh độ đại sự, người ta xong là người ta biết ngày giờ vãng sanh, biết 3 năm, 5 năm, 10 năm gì đó. Đức Phật chưa cho họ đi, chưa rước họ về để họ làm biểu pháp như Ngài Hải Hiền. Còn bên Mật Tông thì người ta trì chú đạt được tam mật tương ưng, tức thân thành Phật. Mà thân thành Phật là thân sâu, chứ không phải trong đời này họ 32 tiếng tốt, 80 vẻ đẹp từ cái thân này thì không có rồi. Tức là giải quyết đại sự sanh tử xong. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là sanh tử, sanh đã sanh rồi, chết bây giờ không biết đi đâu. Nhưng mà chết đi đâu mới gọi là quan trọng, gọi là tử sanh mới là đại sự. Tử là chết rồi mình đi đâu mới là quan trọng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula hay Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, đi đâu mới là quan trọng. Mà cái đi đâu này không phải là Thượng Đế có quyền quyết định can thiệp vào chuyện này được, mà bản thân chúng ta là người quyết định. Tạo ra cái nghiệp gì nó tương ưng với cảnh giới đó. Tham thì nó tương ưng với ngạ quỷ, sân thì nó tương ưng với địa ngục, si mê nó tương ưng với súc sanh. Vẫn còn thiện, vẫn còn ác, mà tâm vẫn còn ái nhiễm cái trần thế này. Phước làm người còn không phạm năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Giữ chuẩn năm giới 10 điểm đời sau làm người, làm 10 điều thiện, sanh về cõi trời. Tu tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, sanh về cõi thanh văn, tứ quả thanh văn. Tu 12 nhân duyên đạt được, đạt được cái quả duyên giác. Tu lục độ đạt được cái quả Bồ Tát. Từ cái cấp độ Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, bắt đầu bước lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái lộ trình mà 10 cảnh giới, gọi là thập pháp giới tướng bên ngoài, nhưng mà trong tâm mình nó cũng có thập pháp giới tánh trong đó. Pháp giới tánh này nó tương ưng với cái pháp giới tướng nào thì khi bỏ báo thân này nó phải đi vào trong đó. Nhưng mà đặc biệt cái pháp môn tịnh độ, nếu nhiều đời đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, cái đời này mình gặp một cái duyên đó nó tạo cho mình một cái ác nghiệp, như ông Trương Thiện Hòa là giết heo cả một đời, nhưng mà cái lúc ông ra đi, cảnh giới địa ngục hiện ra, ông sợ quá, bèn có các vị thiện hữu chư thức đến khai thị. Đời trước ông có tích lũy thiện căn phước đức, nhưng mà đời này ông quên mất. Thì khi khai thị cho ông nghe được như vậy là ông mới phát tâm, ông niệm Phật, cảnh giới địa ngục tan biến và ông vãng sanh. Thì những người mà một đời này sát sanh tạo nghiệp, mà lúc lâm chung gặp thiện hữu chư thức niệm Phật được vãng sanh, là căn lành của họ tích lũy thiện căn phước đức nhiều đời. Một đời này cái nghiệp báo đó so với nhiều đời trước cái nghiệp thiện, thì cái nghiệp báo một đời này đem ra cân đo đong đếm nó không có bằng với những cái thiện nghiệp, tịnh nghiệp đời trước, cho nên nó mới chiêu cảm gặp được thiện hữu chư thức. Mà nếu mà chúng ta mà trong đời này mà bắt chước theo ông Chuyên Thiện Hòa, hoặc bắt chước theo những người mà người ta tạo nghiệp ác mà người ta vãng sanh được, thì chúng ta làm không nổi. Vì biết đâu nhiều đời chúng ta đã tạo ác nghiệp, đời này nó chiêu cảm chúng ta tiếp tục tạo ác nghiệp nữa, thì thiện hữu chư thức đến khai thị cũng không có thể giác ngộ nổi, không tin câu Phật hiệu nổi. Cho nên tốt nhất là bây giờ phải ngăn chặn điều ác, dứt điểm, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện. Nếu mà thực sự làm được như vậy thì cuộc đời chúng ta rất hạnh phúc, an vui, nghèo mà nó an vui trong đó.
Cho nên hôm nay chúng tôi Linh muốn nói cho quý vị hưởng hữu có mặt tại cuộc đời này không phải là mới sanh trong một đời này, mà nhiều đời chúng ta đã luân hồi sanh tử, khổ đau không biết bao nhiêu rồi. Đức Phật nói nếu mà nước mắt mình nó có cái chỗ để mà nó chứa, nó đông, nó đựng, thì nước biển đại dương không nhiều bằng. Vì mình quá khổ từ vô lượng kiếp đến nay, cho nên cái nước mắt nó nhiều hơn biển cả đại dương, là mình biết mình khổ cỡ nào. Cho nên có một cái bà cụ đó, bà khổ vì con. Con về xài xẻ bà cụ quá chừng, nấu ăn nấu uống cho con cháu rồi, mất nợ nó cái gì không biết đời trước mà về nó xài xẻ, nó nói nặng nói nhẹ. Bà khổ quá khổ, bà lên chùa bà gặp vị thầy. Bà nói thầy ơi, con quá khổ rồi, con khổ không nói nên lời. Con nó xài xẻ, nó mắng giết con, nó làm con như con ở. Vị thầy này ông có công phu, ông nói thôi giờ bà bán cái khổ cho Phật A Di Đà đi. Thì bà hỏi giờ bán làm sao? Thì kêu bây giờ bà đừng có nghĩ cái khổ nữa, mà bà cứ niệm Phật đi là bà bán cái khổ đó cho Phật. Bởi vì bà còn nghĩ cái khổ, bà còn dính cái khổ, bà còn chấp cái khổ đó, cho nên thành ra nó mới làm bà khổ. Nếu mà bây giờ bà niệm Phật bà quên cái khổ đó thì làm gì nó có khổ nữa. Cái chuyện nó nói nó đã qua rồi, bà nghĩ lại nó mới khổ. Chứ nếu mà bà bán cho Phật là bà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì làm gì có cái khổ đó nữa. Bà nghe cái tự nhiên bà giác ngộ. Nhưng mà cái công lực của vị thầy này, sở dĩ ông nói mà cái bà cụ này giác ngộ là ông có công phu. Thì bà già này về nhà làm lụng, con nói chữ gì cũng A Di Đà Phật trong tâm, anh niệm xuyên suốt 3 năm sau, bà ngồi và vãng sanh. Mình không dám bán cái khổ này cho Phật, mình cứ bo, mình giữ thì đáng đời. Đúng không? Ráng chịu thôi. Nếu thực sự mình chịu bán thì, chịu bán tức là mình nhường cái khổ, cái pháp trần phiền não này, chuyển đổi cái tâm trạng từ cái ý niệm khổ này sang tâm trạng niệm Phật, thì cái tâm trạng khổ này nó sẽ nhường cho tâm trạng niệm Phật. Mà bước đầu mình chưa có cái công phu, nó niệm cả trầy cả trật, khổ vẫn kéo đến, nhưng mà từ từ cái nồng độ nó giảm lần lần, như con gà mình nhốt trong cái chuồng, nó chạy vòng, mệt nó cũng nằm chỗ. Cái phiền não mình nhốt ở trong câu Phật hiệu, từ từ bắt đầu nó, cái sức công phá của câu Phật hiệu nó từ từ bắt đầu nó tiêu đi. Cái sức nghiệp lực của phiền não tham sân si mạng, khổ đau từ từ bắt đầu nó tiêu từ từ trong nó. Muốn tiêu nữa phải hàm dưỡng vài chục năm. Nhưng mà may thay cái pháp môn tịnh độ này, nó không cần mình phải tiêu sạch kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, mà nó chỉ có phục, nó đè phục được. Nó khởi lên nhưng mà nó không có làm cho mình khổ. Câu Phật hiệu đóng vai chủ động nữa, chứ không phải phiền não đóng vai chủ động nữa. Ai nói cái gì, ai dục mạ mình, ai làm như thế nào, nó cũng trơ, như lá sen, nước đổ lá sen, nước đổ đầu dịch, nó không có dính được nữa. Chỉ có câu Phật hiệu mim mật như con nhớ mẹ, nó ở trong đó. Vẫn sống trong cái cảnh này, vẫn là con người ăn uống sinh hoạt, nhưng mà cái tâm thức họ đã nâng cao cảnh giới rồi. Còn ai muốn ở trong cảnh giới hơn thua tranh giành lương lẹo dối trá, dâm tâm xuất hiện, thì mình cứ sống trong đó thôi. Chắc chắn là phải khổ, mang tâm trạng này là phải khổ. Lúc lâm chung là cái lúc mà gọi là kết cuộc. Cái nhiều người bình thường họ tu rất là tốt, nhưng mà lúc lâm chung đó rồi, không có cái hoàn cảnh tốt, con cái tới nó phá chánh niệm đó. Nếu mà cái người mà người ta tự tại biết ngày giờ vãng sanh, thì những người khác không thể phá chánh niệm họ được. Lúc đó có Phật lực bảo trì gia hộ cho họ, đưa họ đến một cái nơi an toàn, hoặc giả họ ngồi trong phòng họ đi, không ai phiền họ được hết. Còn nếu mà chưa biết ngày giờ thì bắt đầu là nhiều cái nghiệp báo nó lôi kéo, nó đưa mình đến gặp oan gia trái chủ sống, oan gia trái chủ chết, nó phá quý vị, không giữ chánh niệm được. Nên khi chúng tôi đọc vô ba cái điều thiết yếu này, chúng tôi giật mình.
Giật mình là mình hướng dẫn cho người ta tu trong cái lúc hiện thời, nhưng mà không có nói về cái vấn đề trợ niệm, cho nên lúc đó họ thất bại, uổng. Mùa vụ của mình gieo mạ rất tốt, bảo dưỡng cái cây lúa rất tốt, bắt đầu khi nó ra hoa, ra trái, ra hạt rồi mình bỏ bê, không biết cách để mà mình thu hoạch được. Bình thường mình tu tập rất là tốt, cái lúc lâm chung mình không chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng, con cháu vô nó phá chánh niệm mất. Lúc đó nó khởi tiếng khóc lên một cái là mình chịu không nổi. Cái quyến liếng đó nó bắt mình phải chui vô bụng mẹ lại, chui vô bụng người lại. Cái giao thời này là quan trọng. Đại sư Ấn Quang khai thị ba điều thiết yếu lúc lâm chung. Hôm nay chúng tôi lấy những cái lời khai thị của Ấn Tổ để cho các thầy, các sư cô yên tâm. Cái này không phải tự ý chúng tôi phát lên. Chúng tôi chỉ phân tích cặn kẽ kỹ càng để cho quý vị có niềm tin vô lời Ấn Tổ. Một số các thầy nghe chúng tôi giới thiệu xong rồi các thầy hoan hỷ thích cái bộ văn sao Ấn Tổ. Mà để đọc mà thâm nhập được cái văn phong của Ngài thì phải có hành trì. Chứ đọc để mà nói không thì nó không vô được. Vô không vô cửa được, đứng ngoài cửa chơi. Đọc để nói, hoặc giả mà đọc để nghiên cứu. Không có chân thật cung kính tha thiết như 10 điều đọc sách thì không có vô cửa nữa. Nhìn thấy như một đống giấy lộn, đóng giấy bán ve chai chơi, không vô được. Khi nó vô được rồi là một chữ một câu là nó thấm đến tận tim can mà. Thấm đến tận cái tâm tủy mình. Chúng tôi nói như vậy để những người có bộ văn sao đừng có xem thường. Ngài không phải là người bình thường đâu. Bồ Tát quá thân. Một lời nói của Ngài không phải là đơn giản đâu. May thay hôm nay quý vị vô ngồi nghe chúng tôi, cảm xúc được bộ văn sao chúng tôi nói để nhen nhúng cái niềm tin cho quý vị. Vì cái tâm trạng quý vị nó còn non, mới vô 5-3 năm, dầu 20-30 năm nó chảy lòng vòng, chưa đi vào cái tâm của tịnh độ nổi, cho nên mình đọc những cái văn phong của các vị tổ nó ngán, thấy nó không có ý vị gì. Cần có những vị thiện hữu tri thức, người ta đi trước, người ta nhắc nhở mình từ từ, bước từng bước một, dựa tường đi lần lần mình mới vô nổi. Nếu mình là Phật Bồ Tát Thánh Hiền, vì nguyện lực thì khỏi phải bàn. Đọc vô lời Ấn Tổ là nó tương ưng, khỏi phải bàn. Còn chúng ta là phàm phu thì cần phải có ăn cơm, có canh, tu hành, có bạn. Còn có thiện hữu tri thức nhắc nhở. Điều thứ nhất, phải khéo khai thị an ủi, khiến cho bệnh nhân sắp mất sanh lòng chánh tín, tha thiết khuyên bệnh nhân buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật. Nếu có dặn dò việc gì, bảo họ mau dặn dò xong, bảo họ không nên nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật sanh về cõi cực lạc. Nhất tâm chí thành niệm Phật, Ngài đích thân đến tiếp dẫn, liền vãng sanh. Cho nên cái điều mà Ấn Tổ nói là lúc lâm chung mình an ủi với người ta được, bây giờ mình phải gieo cho họ cái nhân. Gia đình của mình phải cho đọc văn sao, đọc những điều hộ niệm, từ từ họ thấm lần. Thì cái lúc lâm chung mình an ủi, mình nhắc lại lời của Tổ, cái họ nghe họ chịu. Thì có những gia đình người ta thành công rồi đó. Bây giờ có bao nhiêu con người này thôi, thì còn biết bao nhiêu con người họ muốn hộ niệm cho gia đình họ mà họ không có nhân duyên về đây. Thì lên trên trang web kéo những cái lá thư nào mà nói về hộ niệm có Ấn Tổ đó, mình từ từ đọc cho gia đình nghe lần lần. Thì đó là cái điều chúng tôi nhắn nhủ đối với các bạn xen như thế. Cái thứ hai đó là khiến cho bệnh nhân sắp mất sanh lòng chánh tín. Chánh tín là tin như thế nào? Thứ nhất là tin mình có Phật tánh, mình niệm Phật sẽ làm Phật được, là tin mình, tin tuyệt đối. Nhưng mà nếu hiện tại này không niệm Phật,
không nung đúc cái niềm tin này thì lúc đó trong thời gian ngắn ngủi không đủ sức chúng ta hàm dưỡng và vun bồi cái niềm tin đó. Nhưng mà sở dĩ người ta tin được là do đời trước người ta có hàm dưỡng, đời này người ta cũng có tích trữ vun trồng cái niềm tin, tin tuyệt đối mình có Phật tánh, tâm mình với tâm Phật không hai. Nhưng do phiền não quá sâu dày nó che lấp mất cái Phật tánh của mình. Bây giờ đây là cơ hội bỏ cái báo thân sắc thọ tưởng hành thức này, chỉ còn một cái đó là tâm mình là thủy giác, niệm câu Phật hiệu là bản giác. Và tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là đúng sự thật, cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Vì sao gọi là Tây Phương Cực Lạc? Vì bên đó nó không có nỗi khổ, sự khổ, tiếng khổ không có, người ta an vui đến cùng cực, cho nên gọi là cực lạc. Và hiện tại Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp bên đó. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói rõ ràng, chứ không nói bóng, nói gió, nói lý, nói sự gì trong đó, để chúng ta phải nghi ngờ. Sự lý nó viên dung như thế, tin tuyệt đối lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Cho nên cái lúc mà mình khai thị cho họ, cho họ có cái chánh tín mới là cái chuyện quan trọng. Tin tuyệt đối niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Tin tuyệt đối tự lực của mình niệm Phật cộng với lại Phật lực, nó sẽ chuyển nghiệp lực. Chắc chắn tin như vậy. Mà nếu mà hiện tại họ có vung trồng cái niềm tin rồi, cái lúc gặp thiện hữu chỉ thức khai thị là họ an định trong đó tuyệt đối luôn. Còn lúc bây giờ không có chịu vung vén cái niềm tin thì lúc đó khai thị nghe chất trớt bên ngoài vô không nổi. Cho nên cái người khai thị là thiện hữu chư thức đó có niềm tin tuyệt đối với Đức Phật Di Đà, và bản thân cái người đó cũng phải có niềm tin tuyệt đối với Phật Di Đà và có niềm tin tuyệt đối với câu Phật hiệu, gọi là tin tự và tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tin sự là tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, hiện tại Ngài đang thuyết pháp bên đó. Do ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức nó che, ấm là che đậy, năm cái sắc thọ tưởng hành thức nó đang che đậy, cho nên mình không có nghe Phật Di Đà thuyết pháp, không thấy cảnh giới được của Phật. Bây giờ cái cơ hội bỏ cái ngũ ấm, xả cái ngũ ấm này ra rồi, cơ hội chỉ 10 niệm vãng sanh, nếu mà tin tuyệt đối. Cho nên Ấn Tổ khai thị cho cái người lúc lâm chung, người khai thị cái chỗ này là thiết yếu nhất. Không cầu hết bệnh. Nếu cầu hết bệnh thì ý niệm mà cầu hết bệnh đó nó không cầu vãng sanh nữa, nó nhường cho cầu hết bệnh rồi. Mà khi cầu hết bệnh, thọ mạng hết rồi, cái cầu này nó cũng vô vị, không đáp ứng được, nó vẫn chết, mà nó mất luôn cái phần vãng sanh. Còn nếu mà bỏ đi ý niệm cầu hết bệnh, chỉ cầu vãng sanh, thì thọ mạng này nó còn, thì nó kéo dài, nó hết bệnh. Mà thường cái người mà cầu nguyện vãng sanh, nó có một cái công đức phước báu thù thắng, có thể nó kéo dài thọ mạng được. Thẩm sâu trong tâm lý mà cứ nghĩ đến bệnh, cầu hết bệnh, thì cái bệnh này nó càng nặng. Tâm tưởng sự thành nghĩ gì ra đó. Ông đó ông vẽ con ngựa mà ông nghĩ suốt ngày con ngựa, bữa trưa ông vô trong mùng ông nằm, bà vợ vẹt ra thấy ông đang ngủ trưa mà cái con người ông thành con ngựa luôn. Bà vợ mất hồn sợ vẹt cái màn xong bỏ chạy, ngựa. Ông giật mình, ông thức dậy, ông hỏi làm gì ngựa. Kêu hồi nãy tôi thấy ông là ngựa mà. Vì suốt ngày ông cứ nghĩ con ngựa, ông vẽ làm sao để ông nhập tâm vô con ngựa, cuối cùng thân ông biến thành con ngựa. Mà bình thường vậy thì biến chưa được, do cái thức ông còn giữ con người, mà khi vô ngủ rồi tự nhiên cái thức nó biến cái thân thành con ngựa luôn. Đang còn sống chứ không phải là chết nó đọa lạc thành con ngựa, mình không nói. Đang còn sống mà nó biến cái thân này thành con ngựa, mà bây giờ thấy rõ ràng mà ông đâu có tin đâu à. Lúc đó cái thức ông chìm vô trong con ngựa, cả thân ông, cả tâm ông, một khối là con ngựa. Như thường con người mình chết nó vào lò súc sanh đó, thì nó mới biến dạng, nhưng mà còn sống mà vẫn biến dạng do cái tâm tưởng ông quá mạnh đi, ông tưởng quá mạnh. Mà lúc đó mình chỉ có tưởng rằng là hết bệnh, mình cứ tưởng rằng là bệnh thì cái bệnh này nó gọi là tâm tạo ra nghiệp, thì nghiệp nó trói buộc lại tâm.
lúc đó không tưởng bệnh nữa mà tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, muốn vãng sanh. Mày khai thị cho họ hiểu được điều này, cả một kỳ công. Hằng ngày họ tưởng đến cái thân, họ tưởng hết bệnh, họ sợ bệnh nó thành khói rồi. Cái lúc đó mà kêu họ tưởng đừng có bệnh, đâu phải dễ. Đúng không? Đây là một loại tâm lý mà siêu tâm lý. Nếu quý vị học tâm lý, đại học về đời, nó cũng không phân tích đến chỗ này nổi. Chỉ có Đức Phật mới đạt được cái chỗ gọi là siêu tâm lý, vượt ra khỏi đối đãi. Cho nên cái niềm tin để cho mình đạt được chánh tính, khuyên cho họ chánh tính. Mà khi họ có chánh tính rồi họ mới có chánh nguyện. Mà khi họ có chánh nguyện rồi họ mới có chánh hạnh. Chánh hạnh đó là niệm Phật. Chánh nguyện đó là một đường duy nhất trực chỉ về Tây Phương Cực Lạc. Không có con đường thứ hai. Không mong cầu hết bệnh. Mà muốn như vậy thì hiện tại bây giờ họ phải chỉ có một mực, đó là nguyện Tây Phương vãng sanh, không có nguyện làm cái gì khác. Nó nung đúc, nó hàm dưỡng cái ý niệm đó. Khi thọ mạng họ hết, mà khi thọ mạng họ chưa hết, họ hàm dưỡng đủ tính nguyện rồi, Phật vẫn rước họ. Đủ tính nguyện, niệm họ chưa nhất tâm bất loạn mới thành phiến thôi. Mà do họ đủ tính nguyện rồi họ vãng sanh. Bởi vì vãng sanh được hay không là do tính nguyện. Thọ mạng chưa hết, như cái bà già bà quá khổ, con cái coi như là mạc đãi bà, bà chịu không nổi, bà muốn chết mà bà chết không được, phải trả nghiệp cho nó chứ chạy đi đâu thoát được. Chỉ có niệm Phật hiệu về Cực Lạc mới thoát được, mới giải nghiệp được. Ông thầy ông kêu thôi bà bán cái khổ cho Phật Di Đà đi, nếu mà bà bán là bà đâu giữ gì nữa, phải không ạ? Ví dụ mình có tiền, mình có món gì đó mình bán cho người khác đi, rồi mình đưa cho người khác, rồi mình đâu giữ gì nữa, đúng không ạ? Ai biểu giữ bo bo chứ. Đừng có giữ ý niệm nữa, có giữ câu A Di Đà Phật đi là bà an vui. Bà nghe mà phải niệm mất 3 năm. 3 năm là giỏi hơn mấy bà già. Mấy bà già ở đây có bà 7 năm mà cũng ngồi lì đây cho vãng sanh đâu. Bởi vì mấy bà ở đây bà không có bán cái khổ cho Phật Di Đà mà. Bo bo giữ tiền, giữ chỗ nằm, giữ cái quần đôi dép gì đó, không chịu bán mà. Nghe câu đơn giản, ông nói một câu mà tự nhiên bà già này hiểu, nó quá đơn giản, cái câu nói nó thông dụng. Thôi bà bán cái khổ này cho Phật Di Đà đi, Phật Di Đà cũng nhận liền. Cho bà bán cho người khác không nhận đâu. Bà đến mà nói cho người ta cái khổ của bà đó, người ta càng khổ, mà người ta càng xúi bà đi làm bậy, bà chết sớm. Có cái khổ gì đừng có chia sẻ với ai, chia sẻ với Phật Di Đà. Họ không đủ khả năng giúp mình đâu. Không phải mình xem thường họ, nhưng mà họ cũng phàm phu như mình, họ giúp gì mình được. Mình chỉ gì? Niệm Phật, bán cho Phật. Họ chỉ giúp những cái chuyện ăn mặc ở bệnh bên ngoài rì rì. Nhưng mà cái lúc mà lâm chung ban hộ niệm đó, mình với họ cùng lúc niệm Phật, là họ với mình bán cái khổ Phật Di Đà giùm mình. Đúng không? Khiến cho họ có được chánh tính không phải là đơn giản. Bản thân mình phải có chánh tính. Muốn có chánh tính đó là phải vun trồng hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, trong đó nói về cảnh giới hành nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hàng ngày phải niệm câu Phật hiệu, phải có niềm tin, rồi mình có sẵn cái vốn đó rồi mình mới đem đi cho người ta được. Nếu mình chưa có cái vốn đó thì mình không thể nào lấy đi cho người ta được hết. Tiền bạc cũng như là niềm tin trong tâm linh thế thôi, giống nhau thế thôi. Cho nên là đã ấn tổ cái khai thị cái chỗ thấp thiết cái chỗ này. Đối với phất báu lợi tha là không ngần ngại, đủ duyên là làm nhưng không phan duyên. Dầu cho chuyện nhỏ nhất, xếp cái ghế cho người ta, nấu một buổi cơm cho người ta, đại chúng nhờ hy sinh làm liền, phước báu lợi tha không bao giờ từ nan. Nhưng mà riêng hàm dưỡng cho mình có được một cái nội lực công phu là phải ẩn dật hàm dưỡng vài chục năm. Cái đó là chính. Cho nên quý vị đọc vào trong văn sao Ấn Tổ, có người hỏi Ấn Tổ là có hai người, một người là chuyên môn đi giúp đời, cứu đời, đi làm phước lợi tha, không có quay vào để hàm dưỡng công phu. Và một người, người ta hàm dưỡng công phu, thì hai người này người nào tốt hơn?
Thì ông Tổ nói cái gốc cái người mà quay giờ hàm dưỡng công phu vẫn là tốt hơn. Khi họ hàm dưỡng công phu, họ có được một cái niềm an lạc nơi tự thân họ rồi, họ có cái pháp lạc rồi, họ đem cho người khác thì lợi họ và lợi người. Còn cái người mà bây giờ chưa có tự lợi, chưa có hàm dưỡng, không có công phu, không có pháp lạc, đi ra làm Phật sự bên ngoài coi chừng bị phiền não. Bởi vì bản thân họ không có pháp lạc, họ phiền não thì họ gây cho người khác phiền não thêm. Đó là cái lời khai thị thống thiết của Ngài.
Nam